Xin kính chào quý vị khán giả của Việt TV Canada. Mời quý vị theo dõi phần tin tức Canada ngày 23 tháng 9 có những bản tin đáng chú ý sau. Canada và Trung Quốc thảo luận về một thỏa hiệp dẫn độ kiều dân. Theo các nguồn tin báo chí phổ biến hôm thứ tư ngày 21 tháng 9 thì trong chuyến viếng thăm Canada của Thủ tướng Lý Khắc Cường, ngoài những thảo luận về các hiệp ước thương mại, đại diện của chính quyền hai nước đã thảo luận về một hiệp ước dẫn độ kiều dân giữa hai quốc gia. Việc thảo luận này đã tạo những chỉ trích từ các tổ chức bảo vệ nhân quyền vì Trung Quốc có án tử hình và có những tai tiếng về việc tra tấn các tù nhân, cũng như là luật lệ bắt giữ người không rõ ràng, minh bạch. Hiện nay, chính quyền Bắc Kinh đã mở những cuộc điều tra truy tầm những kẻ đào tẩu vì kinh tế, mang tài sản trốn qua các quốc gia khác. Và nếu thỏa ước dẫn độ với Canada được hình thành thì sẽ giúp cho chính quyền Trung Quốc dễ dàng trong việc dẫn độ những kẻ mà họ đang truy tầm về lại Trung Quốc. Và theo những nguồn tin tức báo chí, thì chính quyền Trung Quốc đã gửi ra ngoại quốc 70 toán cảnh sát đặc nhiệm ở 69 quốc gia trên thế giới nhằm truy tầm những kẻ đào tẩu, những công chức tham nhũng, cũng như là những người bất đồng chính quyến về chính trị đang lưu vong. Và theo báo Lord Mail, thì cơ quan An ninh của Trung Quốc đã gửi những điệp viên qua Canada dưới dạng du khách để truy lùng và hối thúc những kẻ đào tẩu phải quay lại Trung Quốc lãnh án. Được biết, chiến dịch truy tầm những kẻ đào tẩu của chính quyền Trung Quốc có tên là chiến dịch săn cáo. Tìm người thất lạc trong hôm thứ Tư ngày 21 tháng 9, thì Sở Cảnh sát vùng Peel ở Đại thủ phủ Toronto thông báo cần sự trợ giúp của cư dân trong việc tìm kiếm một phụ nữ Việt Nam bị thất lạc. Bà Nguyễn Thị Chi, 57 tuổi, đã bị đi lạc. Lần cuối mà người ta nhìn thấy bà này là vào khoảng 3 giờ chiều hôm Chủ nhật ngày 11 tháng 9 năm 2016. Khi bà rời khỏi nhà của bà ở khu vực đường James Austin Drive và Ilia Avenue trong thành phố Mississauga, Bà Chi cao khoảng 5 feet 6 và nặng 130 cân anh, và người nhỏ nhắn, tóc đen dài và có thể cột tóc thành đuôi ngựa. Bà Chi có thể đeo mắt kính kiến và chỉ biết nói tiếng Việt. Nếu ai thấy xin vui lòng liên hệ với Sở Cảnh sát vùng Peel, đồ 11 ở số điện thoại là 905 453 2121, extension 1233. Mùa thu đã về Ngày thứ tư 21 tháng 9 là ngày cuối cùng của mùa hè năm nay, với một nhiệt độ cao trong ngày lên đến 28 độ C. Mùa thu chính thức trở về vào lúc 10 giờ sáng hôm thứ Năm, nhưng phải chờ đến ngày thứ Sáu 23 tháng 9 thì người ta mới cảm nhận được những thay đổi của thời tiết khi nhiệt độ cao trong ngày thứ Sáu chỉ còn ở mức là 20 độ C. Thời tiết trở nên mát mẻ vào ngày cuối tuần và những ngày đầu tuần tới khi mà nhiệt độ cao trong những ngày cuối tuần chỉ ở mức là 19 độ C. Nhiệt độ vào những buổi tối đã xuống còn ở mức là 7 độ C. Khi mà nhiệt độ buổi tối xuống đến gần mức 0 độ C thì là lúc mà người ta phải mang những cây để ngoài vườn vào trong nhà. Nếu không muốn những cây này chết cống, và chỉ ở những vùng Bắc Mỹ thì người ta mới cảm nhận được sự thay đổi đột ngột của thời tiết khi mùa hè đã ra đi và mùa thu đã đến. Carvantanil, một loại nha phiến cực mạnh giết người theo những tin tức vừa công bố hôm thứ tư ngày 21 tháng 9 thì một loại nha phiến cực mạnh có tên là Kafrenhanil đã thấy bắn cho những người nghiện trên đường phố của nhiều thành phố ở Canada. Loại nha phiến này vẫn dùng để đánh thuốc mê của những con voi và đã được chế biến sử dụng như một loại ma tí. Loại nha phiến này đã gây cái chết của hàng trăm người ở các thành phố Canada là một trong những loại nha phiến mạnh và nguy hiểm trong khi loại nha phiến Carfentanil còn mạnh gấp 100 lần loại Fentanyl. Theo các chuyên gia y tế thì chỉ cần sử dụng 20 microgram của Carfentanil là có thể giết được một mạng người. Nha phiến Fentanyl được các tay giang hồ pha vào các loại ma túy khác như là cocaine và bắn cho dân nghiện. Nhiều người không biết sự nguy hiểm của Fentanyl và đã chết vì dùng ma túy quá liều. Những loại nha phiến này hay thuốc giảm đau lén lút bắn trên đường phố ở Canada hiện nay là Oxycontin hay là Morphine và Fentanyl. Và theo ông Byron Stingby, một trong những tham vấn viên về ma túy và cũng là một người từng nghiện ma túy ở thành phố Windsor, tỉnh bang của Ontario, thì loại nha phiến mới này chỉ nên dùng cho những con thú lớn, không nên dùng cho con người. Và hàng loạt người đã chết vì dùng Caffeineanyl với quá liều ở Hoa Kỳ. Và trong 3 ngày cuối tuần trong tháng 7 thì có đến 25 người dùng loại thuốc này quá liều ở tiểu bang Ohio và được chở đến bệnh viện cứu cấp. Theo giáo sư Hockey Juan Rooney của trường đại học Oberta thì những người nghiện có thể sợ vì sự nguy hiểm nhưng nhu cầu đã thắng cái sợ vì họ sẽ tiếp tục dùng những loại ma túy nguy hiểm này các băng đảng tội ác lại càng tìm cách tung những loại ma túy này ra thị trường vì những loại ma túy này dễ cất giấu. Loại nha phiến mới được chế biến từ Trung Quốc và sau đó được các băng đảng tìm cách chuyển đi khắp nơi trên thế giới. Trong tháng 6 vừa qua, thì cơ quan an ninh biên giới của Canada CSP đã chặn bắt được một gói hàng gửi từ thành phố Vancouver đến Calgary, mà trong số đó thì có một kg của Carpentanil, và gói hàng này được gửi từ Trung Quốc qua Vancouver và chuyển đến Calgary. Trong tuần lễ trước, thì cảnh sát thành phố Winnipeg đã tịch thu 1.500 viên ma túy, mà trong đó có trộn lẫn chất caffeine thanyl. Giáo sư Vorenny cũng cho rằng việc nghiện các loại nha phiến hay chất giảm đau hiện nay là một vấn đề khẩn cấp và nghiêm trọng cho nền y tế công cộng ở Canada. Một em bé trai 5 tuổi chứng kiến cảnh bà mẹ bị bắn chết trong xe. Trong đêm hôm thứ Ba vào lúc 8 giờ tối ngày 20 tháng 9, thì cảnh sát đã được thông báo đến một căn nhà ở phía đông bắc thành phố Calgary vì một vụ giết người. Tại sân đậu xe của căn nhà số 100 Block of Preston Manor mà tìm thấy một người đàn ông 38 tuổi bị bắn chết ở ghế trước của một chiếc xe và một người phụ nữ 34 tuổi lái chiếc xe này bị bắn trọng thương nhưng đã chết trên đường chở đến bệnh viện. Ngồi đằng sau xe là một em bé trai 5 tuổi, con của người phụ nữ vừa bị giết. Và trong thời gian xảy ra vụ án mạng, có nhiều thân nhân và một đứa con của người phụ nữ đang ở trong căn nhà. Người đàn ông bị giết là bạn trai của người phụ nữ lái xe. Cũng theo sở cảnh sát của thành phố Calgary, thì vụ giết người này là một vụ giết có chủ đích và có liên quan đến băng đảng. Vì người phụ nữ này vừa bị giết cũng có những tiền án trước đây và có những liên quan trong thời gian dài với nhiều băng đảng tội ác trong thành phố. Dữ kiện của 900 sinh viên trường đại học Ottawa bị thất lạc. Theo những tin tức vừa loan báo hôm thứ tư ngày 21 tháng 9 thì các viên chức của trường đại học Ottawa đang mở một cuộc điều tra tìm kiếm một ổ cứng bị thất lạc trong tháng 9 và ổ cứng này chứa những dữ liệu tin tức cá nhân của khoảng 900 sinh viên của một trường đại học này. Trường Đại học Ottawa cũng thông báo cho tất cả sinh viên về việc thất lạc này và trường đại học cũng thông báo việc thất lạc này đến Sở Cảnh sát thành phố Ottawa và cơ quan của The Privacy Commissioner of Ontario. Và theo ổ cứng vừa bị thất lạc, có những tin tức liên quan đến những sinh viên bị tật nguyền hay bị bệnh tâm thần và những sinh viên này muốn được ở trong những cư xá đặc biệt trong khu đại học xá của trường này. Một luật sư hình sự chuyên về cần sa bị bắn ở Toronto. Theo những tin tức vừa được lan báo hôm thứ Tư ngày 21 tháng 9, thì một luật sư hình sự đã bị một người đàn ông bắn bị thương tại khu Annex trong thành phố Toronto. Kẻ bắn người này nghe sau đó đã bị cảnh sát mặc thường phục từ thị trấn Houghton đến bắn trọng thương. Và nghi can là Christian Delon, 51 tuổi, đã bị truy tố ra tòa về tội 15 tội danh. Tuy nhiên là nghi can này vẫn còn nằm trong bệnh viện và chưa thể ra hầu tòa. Và theo ông Peter Trillin, một trong những nhân chứng trong vụ bắn người, thì trong khi ông này đang nói chuyện điện thoại với một người bạn ở lầu 2 của văn phòng của ông, và khi trông ra ngoài cửa kính thì ông Trillin thấy luật sư Randall Parr xuống xe ở chỗ đậu xe trước cửa văn phòng luật sư của ông ở Yorkville thì một chiếc xe hơi Honda Civic màu bạc chạy đến đậu ngay cuối của chỗ đổ xe và nghi can Delon bước xuống xe cầm súng bắn người luật sư 66 tuổi này. Nạn nhân bị bắn nhiều phát vào hai chân nhưng cố gắng chạy vào cửa văn phòng. Ngay trong lúc đó thì các cảnh sát mặc thường phục xuất hiện và bắn bị thương kẻ mua toàn giết người. Luật sư Pars là một luật sư hình sự nổi tiếng ở Toronto và chuyên đại diện cho các thân chủ trong các vụ buôn bán và trồng cần xa. Hai cô chú bị tù 18 tháng vì bỏ bê trong việc nuôi dưỡng đứa cháu. Trong phiên tòa diễn ra vào ngày thứ Tư 21 tháng 9 tại thành phố London, tỉnh bang Ontario, thì thẩm vấn của phiên tòa đã tuyên phạt một cặp vợ chồng 18 tháng tù. Và theo bản báo cáo rằng cách đây nhiều năm, thì hai cặp vợ chồng này đã đứng ra nuôi một đứa cháu trai 10 tuổi khi bà vợ của ông anh của hai người này và ông anh này không có khả năng nuôi con. Hai bị cáo có nhà cao cửa rộng trong thành phố London nhưng đã bỏ bê và không chăm sóc cho đứa cháu. Báo cáo trạng cho biết là đứa cháu này đã bị nhốt trong một căn phòng ngủ 2 năm trời và không được ra ngoài. Khi cảnh sát đến cứu vào tháng 5 năm 2014, thì em trai này mặc cái quần ngủ ướt sủng nước tiểu và em xanh sao ốm yếu vì không được ăn uống đầy đủ. Và cũng theo lời kể, từ một năm qua, em này đã không được tắm. Hai người cô chú này đã xin lỗi và viết một lá thư cho đứa cháu bị họ đầy ải và họ hy vọng đứa cháu lớn lên sẽ trở thành một người có những nụ cười. Bà cô đã khóc sau khi tòa tiên án và được dẫn giải vào nhà tù. Thẩm phán Sloronsky cũng cho biết là em trai này đã khỏe mạnh, có một cuộc sống tốt đẹp sau khi được chăm sóc trong chương trình con nuôi. Sau khi được cảnh sát giải cứu thì em trai này cho biết em có hai ước muốn là được ăn uống như những người bình thường và được đi học. Em trai này đã sống với hai cô chú kể từ năm 2010 khi em đến Canada, trong khi gia đình em cũng giống như người bố vẫn ở nước ngoài và cảnh sát đã không thể liên lạc được với họ. Vừa rồi quý vị vừa xem bản tin Canada, Trung Mỹ xin mời quý vị đừng rời mắt khỏi màn hình. chúng Mỹ sẽ quay trở lại ngay sau phần thông tin thương mại để gửi đến quý vị bản tin thế giới.